Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả trở lại cùng với quý vị trong chương trình giới thiệu về một dịch vụ phim bộ lồng tiếng mới đối với cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Và trong chương trình kỳ này, Trọng Thắng xin trân trọng giới thiệu cùng với quý vị anh Kỳ Nguyên, là người đại diện cho Vina OTT. Xin gửi lời chào thân ái đến Nguyên. Kính chào anh Trọng Thắng, kính chào quý vị khán giả. Nguyên ơi, cái dịch vụ mà Vina OTT á, đây là một cái dịch vụ cũng khá mới trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì chắc có lẽ là trước đây đó, Trọng Thắng có nói chuyện rất nhiều và giới thiệu đến cho quý khán giả về những cái tiện lợi của cái Vina OTT và những cái giá dịch vụ, rồi nhiều những cái vân vân những cái thứ khác. Tuy nhiên là ngày hôm nay đó, với Kỳ Nguyên lần đầu tiên đến với quý khán giả, Trọng Thắng muốn anh Nguyên một lần nữa giới thiệu về dịch vụ Vina OTT. Anh Trọng Thắng biết không, dịch vụ Vina OTT giống như một cái dịch vụ mà chúng ta xem phim, ca nhạc, những chương trình mà chúng ta có thể xem trên TV, không cần băng dĩa. Nói nôm na là giống như là mướn phim kiểu thời bây giờ, mà chúng ta không cần phải chạy xe đi, đóng tiền 50 sen hay là 20 sen một tập giống như hồi xưa anh em mình đi làm như vậy. Thì bây giờ không cần chuyện đó nữa. Thì bây giờ dịch vụ Vina OTT có những cái library của những phim ảnh hợp tác với những trung tâm khác, bỏ vào một cái security, một cái bảo vệ trên mạng do Vina OTT bảo hành, đem trực tiếp xuống màn hình TV của quý vị. Nói một cách cho dễ hiểu hơn là nếu mà quý khán giả nào mà đã có những cái dịch vụ như là xem phim Netflix ở nhà hay là Hulu, là một số những cái app rất mới trên cái TV lớn ở nhà, thì dịch vụ Vina OTT là cũng là một cái dịch vụ tương tự như vậy, phải không anh Nguyên? Dạ đúng, nếu mà nói về Netflix hay Hulu Plus hay Amazon Prime, Vina OTT cũng giống như vậy, mà dịch vụ Vina OTT service cho người Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam mình trên toàn thế giới. Dạ vâng, và thưa anh, là cái lợi ích của cái dịch vụ Vina OTT, ngoài cái vấn đề mà anh đã trình bày đó, là quý khán giả nào muốn xem những cái bộ phim mới hoặc là xem những cái bộ phim bộ xưa nay, trước đây thì khoảng chừng 5-10 năm trước đây thì chúng ta phải lái xe ra ngoài tiệm để mướn những cái bộ phim đó về nhà để xem, và bây giờ thì mình coi trực tiếp tại nhà, thì bằng cách nào mà mình có thể mình coi được dịch vụ Vina OTT tại gia thưa anh? Dịch vụ Vina OTT muốn xem tại gia đó thì có rất là nhiều phương tiện. Mình có thể xem trên TV, xem trên iPad, iPhone, hoặc là Samsung, hoặc là những cái Android device mà những ở ngoài thị trường đang có sẵn. Dịch vụ Vina OTT chạy trên những công nghệ của những công ty tên tuổi như Amazon, Apple, Google, thì mình dựa trên cái nền tảng công nghệ của những cái công ty lớn để mình để bảo đảm được chất lượng về thiết bị, chất lượng về hình ảnh và chất lượng về bảo hành và cái security của khách hàng. Anh Nguyên nhắc về cái vấn đề mà security, có nghĩa là cái sự an toàn cho khách hàng, thì đây là một cái vấn đề rất quan trọng, bởi vì Trọng Thắng cũng đã từng xem những cái bộ phim trên trang, những cái trang mạng khác mà mình tải xuống cái computer hoặc là cái desktop của mình ở nhà, thì ở trong những cái trang mạng đó nó chứa ẩn đầy những cái virus rất nguy hiểm cho những cái máy tính tại nhà hoặc là cái máy tính bảng của mình ở nhà, như là hệ thống Android qua Samsung. Đối riêng với là iPad thì nó an toàn hơn một tí, tuy nhiên là xem những cái chương trình miễn phí ở trên trang mạng như là YouTube, những cái phim đó nó có rất nhiều những cái virus ở trong đó, và nó làm chậm lại cái tiến độ nhanh của cái máy tính bảng hoặc là cái desktop của mình ở nhà, và ngoài ra đó là nó cũng có thể nó ảnh hưởng đến TV của mình. Thế thì anh có thể giải thích cho quý khán giả được biết đó, tại sao mà Vina OTT lại có cái sự bảo đảm về an toàn? Cái bảo đảm cái sự an toàn á là tại vì cái chi phí mà em thâu của anh hoặc là thâu của quý vị á, là cái phần chi phí đó là em phải cung cấp và trả cho những cái công ty công nghệ lớn về cái vấn đề security. Nếu mà giống như hồi nãy anh giới thiệu là những cái chương trình mà xem free ở trên mạng đó, mấy cái công ty xem free ở trên mạng đó, thì những cái công ty, những cái web đó người ta có những cái gọi là trojan hoặc là virus ở embedded ở trong cái website đó. Mình xem á, thì người xem không biết nó là như vậy, nhưng về vấn đề kỹ thuật á, thì nó rất là ẩn tàng rất là nhiều trong đó. Khi mà nó chạy vào cái máy tính của mình á, thì nó có thể lục những cái hồ sơ của mình, thậm chí cả bank information của mình, thậm chí personal information, chẳng hạn như social security của chúng ta, thông tin cái đó, những cái giống như là cái đồ bí mật của cá nhân. Những người mà bị mất thông tin đó có thể bị lấy credit card, stolen money từ cái bank, transfer này transfer nọ, những cái email, những Facebook account đều có thể bị hack.
thì những cái đó, cái security mà VNA OTT rất là quan trọng, nên chúng ta cần phải bảo vệ cái đó. Và đó là một cái điều rất quan trọng mà nhiều khi đó, một số người người ta cứ nghĩ rằng là ô, tôi có thể xem được những cái chương trình, những cái phim bộ trên những cái trang mạng. Nhưng thật sự ra Trọng Thắng cũng có làm một cái research, nghĩa là mình xem thử qua một số những cái trang mạng khác và so sánh cùng với lại cái dịch vụ VNA OTT, thì Trọng Thắng thấy được một cái điều rất khác biệt, thưa anh. Đó là cái kỹ thuật rất mới, tân tiến, cho nên là hình ảnh đẹp vô cùng. Và không biết là VNA OTT làm cách nào mà có thể có được những cái hình ảnh rất rõ ràng với cái kỹ thuật số cao, màn hình lên tới 1080 trên những cái TV 4K mới, thật mới, coi rất rõ ràng, đẹp mà lại không bị đứt quãng hoặc là không bị ngưng. Thì anh có thể giới thiệu thêm một ít về cái kỹ thuật này của dịch vụ. Anh Trọng Thắng, cái kỹ thuật á, về vấn đề hình ảnh rõ ràng á, thì với những trung tâm hợp tác với VNA OTT thì những cái trung tâm nó đưa bản gốc, bản quyền, những cái gốc mà người khi mà những trung tâm đó quay trực tiếp, rồi có những bản gốc đã sẵn HD 1080p sẵn rồi. Khi mà người ta cung cấp cho VNA thì VNA dùng cái đó thì hình ảnh nó rõ hơn, âm thanh tốt hơn khi xem ở trên màn hình TV hoặc là trên iPad, ví dụ vậy. Còn về vấn đề mà YouTube này kia đó, cái YouTube á, nếu mà so sánh á, YouTube á, anh muốn lên YouTube anh xem á, anh phải biết anh muốn xem cái gì để anh search. Đúng. Chẳng hạn như xem Trọng Thắng in Việt Nam thì phải lên cho nó anh search. Nhưng mà còn xem ở trên VNA, dịch vụ VNA OTT đó anh, thì cái đó mình không phải search mà mình browse. Cái tiếng Việt thì cái lại browse với lại gì thì em không biết. Như nôm na mấy chị ở nhà đi shopping thì chỉ biết là đi shopping, đi vui, đi shopping. Đi vào những cái tiệm đó mình thấy mình mua đồ, mình thấy thích, rẻ, giá cả phải chăng thì mình mua. Cái đó gọi là browse, chứ không phải trong đầu ok tôi tới đó tôi mua cái áo màu đỏ. Đó mình biết cái gì á là gọi là mình search. Còn không có là mình browse. Thì cái dịch vụ VNA OTT á là nó tiện là mình browse, mình không cần biết cái gì. Thì giống như hồi nãy em giới thiệu á, là giống như cái mình đi xem phim, chẳng hạn mình xem nửa bộ phim. Mình không thích cái đó nữa, mình vẫn xem bộ khác. Giống như là hồi xưa anh em mà đi mướn phim đó, mình đã trả tiền đó là mình không coi, mình cũng phải bị dính cái phần đó, anh biết. Thì là bây giờ thì không cần như vậy. Thì cái library của VNA OTT á, mình grow, VNA OTT grow hàng tuần. Một tuần mình upload lên 2 lần, thứ 2 và thứ 5, một tháng lên 3 bộ phim mới của trung tâm VNA Entertainment Lồng Tiếng và những trung tâm khác. Thưa anh nói cái điều đó Trọng Thắng rất là thích, là từ vì cái browsing đó có nghĩa là coi như là mình có thể mình xem tất cả những cái mặt hàng đó, chứ mình không có cần phải tìm kiếm như anh nói đó, là mình phải đánh vào cái tựa của cái bộ phim đó thì mình mới kiếm ra. Còn cái này mình browsing, cái là nó có sẵn ở đó rồi, mình chỉ có đi mình xem qua những cái chương trình nào, những cái bộ phim nào mà mình thích thì mình chỉ có việc bấm vào trong đó để mình xem. Và như anh nói đó, thì là quý khách có thể như là đang coi mà mình không thích cái bộ phim này lắm thì mình cũng có thể mình đổi sang một cái bộ phim khác mình coi mà không bị mất tiền. Dạ vâng. Và một cái điểm đặc biệt mà Trọng Thắng rất thích đối với cái dịch vụ VNA OTT đó là không có quảng cáo trong những cái giữa những cái bộ phim. Nhiều khi đó coi những cái chương trình mà những cái bộ phim mới được giới thiệu và được tải về cái trang mạng YouTube thì ở trong đó nó có nhiều quảng cáo lắm, đặc biệt là những cái phim hay, cho nên là mình coi khoảng 2-3 phút hoặc 5 phút là bị một cái quảng cáo, dù muốn dù không vẫn phải coi cái đó. Dạ đúng. VNA OTT không có. Dạ đúng thế anh. Chẳng hạn như YouTube hay là những cái trang mạng hồi nãy anh giới thiệu là những cái trang mạng mà nó quảng cáo xem phim free đó, người ta insert vô những cái quảng cáo mà để run cái website đó. Vâng. Thì nôm na là em giới thiệu cho em những cái điện thoại. Dạ. Yeah. Cái điện thoại anh đi mua, anh thích điện thoại iPhone, ví dụ vậy, anh đi mua cái iPhone. Nhưng mà cái dịch vụ anh chạy trên cái iPhone á là T-Mobile, AT&T hoặc là Sprint. Cái điện thoại anh có thể mua một lần. Tiền hàng tháng của dịch vụ là anh phải trả tiền hàng tháng. Đúng không vậy? VNA OTT cũng vậy. VNA OTT là một cái dịch vụ chứ không phải là một cái thiết bị anh mua một lần. Cái thiết bị anh mua một lần á, anh mua rồi hàng tháng anh dùng không có người nào bảo hành cho đó. Nhưng bây giờ không có cái công ty phone nào, ví dụ cái example, không có cái công ty phone nào ra nói là anh Thắng ơi anh mua cái phone này đi anh xài cả đời anh không bao giờ phải trả tiền thêm. Cái đó là cái vấn đề là anh có tin được hay không. Cái vấn đề là giống như là vậy, cái phone với cái dịch vụ trên cái phone thì giống như cái VNA hoặc dịch vụ VIM của VNA cũng vậy, nó là một cái dịch vụ. Dạ, VNA là dịch vụ. Dạ vâng, chứ không phải là một cái thiết bị gì đó, và nhiều người đã lầm tưởng về cái vấn đề đó. Dạ đúng. Xin cảm ơn anh Kỳ Nguyên rất nhiều đã đến cùng với quý khán thính giả trong chương trình kỳ này. Cảm ơn Trọng Thắng và cảm ơn quý vị khán giả. Quý khán thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc về dịch vụ VNA OTT, xin quý vị hãy vào ngay trang mạng www.vnaott.com hoặc quý vị có thể gọi cho số điện thoại 714-210-8550. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.